Yêu thích ẩm thực, mến chào tất cả các bạn, mến chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe và an lành. Thì hôm nay Thúy xin chia sẻ cho các bạn cái món súp rau củ. Súp rau củ là một món ngon bổ dưỡng khiến cho bữa cơm của gia đình của bạn thêm ấm áp. Món súp rau củ này thì không quá khó, nó vô cùng dễ nấu luôn. Nhưng mà để cho món súp được ngọt nước thì Thúy xin chia sẻ các cách nấu món súp ngon và ngọt nước của gia đình mình nhé. Nguyên liệu để hầm sườn rau củ thì ở đây Thúy có chuẩn bị là nửa ký sườn, 100g nấm hương hay còn gọi là nấm đông cô á các bạn, một củ hành tây, một trái bắp Mỹ, một củ cà rốt, một củ cải trắng, nửa cái súp lơ hay còn gọi là bông cải và một ít hành lá. Nấm sau khi ngâm nở thì mình sẽ rửa sạch nha các bạn. Mình sẽ bóp. Nấm hương hay còn gọi là nấm đông cô, nó được sử dụng nhiều trong ẩm thực Việt. Nấm hương cũng như các loại nấm khác, nó chứa nhiều đạm, vitamin và khoáng chất. Thường xuyên sử dụng nấm đông cô thì có thể giúp bạn tăng cường hệ thống miễn dịch. Nấm hương chứa một số chất làm giảm cholesterol nên nó giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch rất là tốt. Trong nấm hương có chứa nhiều vitamin B, mà vitamin B lại tạo ra các tế bào hồng cầu nên nó giúp cho chúng ta tránh được cái tình trạng là thiếu máu. Ngoài ra nấm hương còn giúp chống oxy hóa và ngăn ngừa ung thư nữa. Còn sườn thì sau khi mua về thì mình sẽ cho vào đây một ít muối hột. Mình sẽ bóp, sau đó thì mình sẽ rửa lại cho thật sạch. Sau khi bóp muối và rửa sạch rồi thì mình sẽ cho vào đây nước sôi á các bạn. Mình sẽ trụng thịt sơ qua với nước sôi. Thịt mà được trụng trong nước sôi á thì những cái chất bọt ở trong xương nó sẽ ra. Thì sau khi mình nấu nước súp á thì súp của mình nó sẽ trong, cái nước dùng của mình nó sẽ được trong á các bạn. Nên mình sẽ trụng sơ qua với nước sôi trước. Thịt sau khi trụng qua nước sôi thì mình sẽ đem đi rửa sạch lại một lần nữa nha các bạn. Rồi mình sẽ bắt lên bếp một nồi nước khoảng 1 lít rưỡi nước á các bạn. Sau đó mình sẽ cho sườn vào. Mình sẽ cho xương với sườn vào khi mà nước chưa có sôi nha các bạn. Rồi mình sẽ cho vào đây là một muỗng cà phê muối. Trong cái thời gian mà đợi chờ cái phần xương hầm được mềm thì mình sẽ đi sơ chế cái phần rau củ. Trước tiên thì Thúy sẽ sơ chế cái phần nấm đông cô. Nấm này thì Thúy sẽ cắt bỏ cái phần đuôi nấm. Cái nào bự thì mình sẽ cắt đôi ra. Tiếp theo là phần củ cải trắng. Củ cải rốt thì Thúy sẽ cắt thành cái hình bông. Này thì mình sẽ cắt ra. Đây bỏ. Sẽ cắt đến củ hành tây.
củ hành tây thì mình sẽ cắt theo hình múi cam nha các bạn. Mình sẽ bỏ đi. Bông cải này thì mình cũng sẽ cắt ra. Lá thì mình sẽ cắt các phần đuôi hành. Tí xíu mình sẽ bỏ vô trong nước dùng, nước súp của mình. Rau củ đã cắt xong rồi thì bây giờ mình sẽ cho vào nước súp. Trước tiên thì Thúy sẽ cho cái củ hành tây vào. Nước súp mà bỏ củ hành tây vào thì nước súp của mình nó sẽ thơm và nó sẽ làm cho cái nước của mình nó ngọt lắm các bạn. Củ hành tây và củ cải trắng, hai cái loại củ này thì không bao giờ có thể thiếu ở trong cái nồi nước súp của mình hết. Các bạn nấu nước lèo để ăn bún hoặc là nước súp để ăn nuôi, ăn bánh canh đều phải có củ cải trắng và củ hành tây hết đó các bạn. Rồi mình sẽ nấu củ hành tây với củ cải trắng trong 15 phút với lửa riu riu nha các bạn. Nãy giờ cũng được 15 phút rồi đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ vớt củ hành ra mình bỏ. Mình sẽ giữ lại củ cải trắng nhưng mà củ hành mình sẽ bỏ nha các bạn. Khi mình vớt hết củ hành tây ra rồi thì mình sẽ cho các phần rau củ còn lại vào nha các bạn. Thì sẽ cho nấm vào. Sau đó là củ cà rốt. Cho bắp vào luôn. Bắp cà rốt với lại súp lơ này á thì chỉ cần 10 phút á, là nó đã chín rồi. Nên mình sẽ cho vào sau cùng. Phần đuôi hành này mình cũng cho vào luôn cho nó ngọt. Rồi mình sẽ nêm nếm gia vị. Lúc nãy mình đã cho muối rồi nên mình không có cho muối nữa. Bây giờ thì mình sẽ cho vào đây á, là một muỗng canh hạt nêm, một muỗng đường phèn. Thúy nấu tất cả các loại súp, cháo, đồ Thúy đều cho đường phèn hết. Vì đường phèn nó làm cho cái nước của mình nó ngọt đó các bạn. Nó ngọt thanh. Thúy không thường cho đường cát đâu. Và một chút bột ngọt để cho nó điều vị lại á các bạn. Rồi tiếp tục mình sẽ hầm tất cả các hỗn hợp này trong khoảng 10 phút nữa nha các bạn. Nồi súp hầm rau củ của mình đã chín rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và cho vào đây. Và sẽ cho vào đây một chút xíu tiêu. Vậy là xong rồi đó các bạn. Món súp hầm rau củ rất là thơm ngon và bổ dưỡng cho cả gia đình mình. Bây giờ mình chỉ cần là múc ra để thưởng thức thôi. Thúy cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi video của Thúy nha. Nếu như các bạn thích video của Thúy á, thì hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video mới hơn. Còn bây giờ Thúy xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha.